Tập hợp những giống mận vừa ngon vừa lạ đang sẵn trái tại Hoàng Long Gia Đình. Đầu tiên là mận trắng sữa trái to nha. Cây đồng chậu vẫn cho trái tốt nha mọi người. Ở đây có hoa và có trái luôn nè. Cây này thì sắp trồng trong chậu hơn 3 tháng rồi nên cứng cáp. Trái khi chín có thể to bằng nửa bàn tay người lớn. Vị ngọt thanh, giòn xốp rất ngon nha. Còn đây là mận xanh đường Bến Tre nha. Trái có vị ngọt, xốp, hơi giòn nhẹ. Khác với mận xanh đường Gò Công nè, dạng cây này thì shop nuôi được 3 tháng rồi, cho nên là trộm vía cứng cáp lắm. Cây thì đang hoa và có trái luôn nè mọi người, nhìn đã ghê he. Còn đây là giống mận Hồng Đào Huyết nha mọi người, trái nhìn đỏ ao rất là đẹp mắt nha. Mận Hồng Đào Huyết vị rất là ngọt, ngon và giòn nghe mọi người, hiếm khi có hạt nữa. Cây bên shop là dạng cây ghép, được vườn dưỡng lâu rồi, bén rễ nhiều, mà bây giờ đang sẵn hoa với trái luôn nè. Mọi người mang về trồng là có trái ăn ngay nha. Còn đây là mận Ấn Độ, cây là dạng cây giống nhưng mà đang có hoa luôn nè. Cây rất là khỏe nha, bén rễ nhiều nè. Mọi người coi thân cứng cáp ghê chưa. Kế tiếp là giống mận Hồng Đầu Xưa. Bây giờ giống này khó tìm lắm. Trái thì có vị ngọt, giòn ngang. Cây này thì Hoàng Long đang làm giống. Cuối cùng là mận Hoàng Yến. Mọi người xem, cây lùng mà đã cho trái trong chậu rồi nè. Giống này cho trái quanh năm, vị giòn ngọt thanh rất là ngon nha. Hiếm có hạt nữa. Mọi người đã ưng được giống mận nào bên dưới chưa? Nếu rồi thì hãy nhắn ngay cho shop để shop gửi anh cây thực tế cho mình xem nha. Mua hàng tại shop, mọi người cứ yên tâm là shop luôn đảm bảo chuẩn giống và đồng hành trong suốt quá trình trồng cây.